Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn, các nhỏ đã đến với kênh Thuần Nữ Cà Mau. Giờ là mẹ Linh đi ra ngoài bờ để hái mấy trái giác vô kho cá nâu. Tại hôm qua bên Bắc Mười thuốc cá mua được mấy con cá nâu. Mẹ trái giác nè, nhóc hết trơn rồi nha. Trái nó chưa được lớn lắm không sao mẹ? Chưa được lớn mà giờ mình bẻ hơi nhiều, mình giờ mình kho nó cũng chua hả. Đây nè, mấy cái dây giác nó leo theo mấy cái bờ cây gì nè. Đó, mấy cá đây đang chùm nữa nè mẹ. Đây đây chùm nhiều bự nè. Cái giác thì này nó có cái vị chua chua, mình kho cá kho lạc á, cái bỏ cho nó chua chua rất là ngon. Ngon lắm, cái giác này kho lạc, cá kho cá nâu, cá đói là ngon. Đây đây mấy chùm nữa mẹ, thấy không mấy cá. Tại giờ nó chưa vô mùa nên là có ít mà không có nhiều. Thì như dưới mé này nhóc hết trơn. Sao con kia với tuẩn đi theo mẹ chi vậy? Đi theo phá mà. Có mà nó hơi nhỏ nhỏ nè. Cái giác này thì thân của nó là dây leo nên là nó sẽ leo theo cây, leo theo bờ. Ở đây có chín rồi nè. Trái chín kho cũng được á mẹ. Kho mà cái màu nó màu nó hơi tím tím. Màu nó tím tím. Trái bét này thì nó có cái vị chua chua nhưng mà nó thấy rất là thanh luôn á. Nó đeo đeo theo cây nè. Nãy giờ bẻ chút xíu là mẹ nên hái được nhiêu nè. Tại vì trái nó hơi nhỏ nhỏ thôi mình hái nhiều quá. Chứ trái bự lại có chùm là mình kho được rồi. Cái này là trái giác mới nở. Không mà nó cũng trồng trọng mà cái này nó chua à. Tại vì cái dây mỗi lần gỡ sao bò nhà mình nhóc hết trơn mà hổng gà không có ra ngoài mới khó hơn. Nó hơi nhỏ chứ nè. Khô mình hơi hái hơi nhiều một chút. Nè đây nè. Đây là trái giác nè. Mình kho thì mình hái cái trái màu xanh để cái nước cá kho của mình màu đẹp. Còn mình nấu canh chua thì mình hái cái trái màu tím. Cái trái màu tím thì mình nấu ra nó cái màu tím. Wow, nhiều quá luôn. Thấy chứ nhiều rồi nè, ngon lắm. Còn cái này là bông giác mà. Nó nở rồi mai mốt nó sẽ thành trái. Ở dưới này có con chùm nè mẹ. Nè. Nó rắc rắc chứ ha. Nó bò theo đất nè, đây con chùm nữa nè mẹ. Kệ hái nhiều nhiều cho nó chua. Nè, đây nữa nè. Đây nữa mẹ, trời chụp bự kia nè. Vậy mà mình không thấy à. Ờ mình đạp chứ mình không thấy nè. Đây nữa nè mẹ. Trời ơi, ở đây nè. Đây quá, giờ trái giác luôn nè. Ở dưới giò nhóc hết trơn mà mình đạp nó nhường cái đi nè. Nè nè, nó đi theo giò nè. Đây nữa nè mẹ, quá trái chùm luôn nè. Hái trái giác tí lúc ơi. Đây nè. Dạ nhóc hết trơn nè, giờ hình như đủ ăn rồi. Hái trái giác kho cá tí lúc ơi. Còn này cây đậu bắp. Nãy cái chùm tím ở đâu mẹ? Đây nè. Ở trong đây có cái chùm quá trời. Đây nè. Kìa. Nè, chùm tím luôn. Ôi. Nếu trái chín nó màu tím như là trái nho vậy á. Nè. Nó như trái nho vậy nè. Nè. Hái luôn đi mẹ. Dạ. Ờ à, một lát mấy có lắm Út ơi. Mấy trái chùm tím tím nè. Nè. Đẹp lắm biết ha. Y như là chùm nho vậy á. Nhưng mà cái trái giác này chín á, mình bóp ra là ngứa lắm nha. Mình chú ý là mình bóp nó ra. Rồi. Rồi hái được nhiêu đây là Linh với mẹ đi về được rồi. Kho cá hả? Nhiêu là kho thì ngon rồi đó kìa. Phải có bông súng rồi mình nấu cái canh chua cũng được ha. Ở này Kỳ với Tuấn nó đi theo nè. Đi có chút xíu mà nhiều quá ha. Cái này là mình có bông súng mình nấu canh chua cũng được nè. Cái này đủ kho với nấu canh chua luôn rồi đó. Đủ rồi, để mình nấu đi, đợi cái chị bán ăn xong hơi đó một chút rồi cái mình về mình mua ấy bông súng bỏ vô có không. Dạ thì hồi nãy giờ là Linh với mẹ đi hái được nhiêu trái giác đây nè. Rồi về nhà hái thêm mấy cái đọt quế. Thì rau muống này hôm qua mẹ Linh hái với vuông đem về để bữa nay cũng hơi héo héo rồi, đem ra để nấu canh chua. Còn nếu như mà xuồng rau lại sớm thì mình sẽ mua cái bông súng để nấu. Còn đây là cá hôm qua mua bên chú Bắc Mười nè.
cá nâu bự bự không à. Tại vì vuông bắt 10 bự nên là thuốc cá quá trời cá luôn. Giờ thì mẹ Linh sẽ gấp cá qua một bên để ướp cá kho trước rồi nấu canh chua. Sáng ăn cá nâu kho cháy giác. Cá chẽm thì nấu canh chua cháy giác, mà đợi có con súng thì mua súng, không có rồi nấu rau muống. Rồi, cá chẽm này là cá chẽm vuông nhà à, anh hai Linh nhăng lưới chín. Tại vì Linh thả tới 20 con cá nữa. Trước nhất mẹ bỏ miếng đường vô. Cá nâu này là 3 con ký 2 lận á. Là con tới 400 g bự bự không ạ. Bỏ miếng đường, miếng hạt nêm. Miếng nước mắm. Rồi để đây ướp qua lại hồi cho thấm chừng 15 phút mình hết thôi. Mẹ Linh ướp xong là mẹ Linh để qua một bên đó. Kìa 15 phút sau mới kho cho nó thấm. Giờ mẹ để qua đây. Còn cá nâu có trứng nhìn ngon quá ha. Mẹ Linh hứng nước nè, bỏ vô chảo để nấu canh chua. Đó, nhà mình ít ít người nấu tô được rồi. Mẹ Linh bắt nước xong rồi giờ qua đây lột củ hành, để một lát sấy củ hành cho nó thơm, kho cá cho nó thơm. Bỏ cái giác vô nó sôi, nước sôi nè, mình bỏ vô nè. Dạo cho đưa hồi dạo rồi mình mới vớt cá vô. Ừ, cho sôi cho chín mình mới bắt đầu dạo lấy cái hộp với cái vỏ ra. Cái giác mình bỏ vô nước sôi nó sẽ chuyển màu liền. Lát nó sẽ chuyển sang cái màu hơi cam cam xíu. Mẹ có mấy cái chín này mẹ bỏ vô nè. Làm cha nó ăn ngon lắm mà mẹ không có ít có bỏ vô. Bữa nay nấu vô. Trái chín nấu thì nó ngọt thanh hơn mà... Còn trái sống thì nó chua lắm. Mà cái màu nó hơi đỏ thôi. Dạ. Bạn như màu tính tím. Lúc này nó đang ra cái chất chua trong trái giác á. Để sắc củ hành luôn đi. Tại vì cái miệng của Linh lạc lạc nên là Linh không có nếm gì được, nên không có nấu nướng gì nữa. Giờ chuyển tay đầu bếp sang cho mẹ Linh này. Linh chỉ ra làm phụ bếp chứ quay phim thôi. Hành này sắc mình bỏ vô canh chua với cá kho luôn hả mẹ? Ừ, canh chua với cá kho hai cái mình bỏ cái nào cũng được chứ. Mấy bữa nay trời mưa quá, trời mưa thiếu mưa lâm râm lạnh như ở đâu bị bão hay sao ấy, nó ảnh hưởng nên ở đây áp thấp nhiệt đới mưa. Cái này nó không có dính dáng gì hết trơn, mình lấy cái chén mình đựng. Cái hành thì mẹ lên sắc nó hơi dày xíu. Tại mình bỏ cá kho chứ canh chua cũng mà không cần sắc mịn. Khi mà mình phi thì mình mới sắc mịn. Mẹ lên đập tỏi luôn. Đập tỏi rồi sấy bỏ vô trong canh chua. Nếu mình có sả thì mình có thể là sấy tỏi với sả cũng được cho nó thơm hạt canh chua của mình. Mà mình nấu với giác này không cần bỏ ấy vô. Không cần bỏ sả vô. Tùy mình thích thôi. Wow, bên đây lúc này là trái giác nó chuyển màu rồi nè. Nó chuyển sang màu cam cam là nó ra cái chất chua rồi đó. Sôi lên là nó chín cái mình lấy ra cái vỏ gì đây. Lúc này nó chín hết trơn rồi nè. Đó, thấy không? Cái chín chín thì dễ. Ui da! Chân tay mệt mỏi. Có bông súng không? Ờ, có bông súng luôn. Chứ bảo lấy tiền cho ngoại. Có bông súng không? Mua kiếm súng ơi, có bông súng không?
Có con súng Đà Lạt ở trước kìa. Kiếm con súng đồng đi. Dạ. Kiếm con súng đồng đi. Dạ. Lấy con súng không. Bảo ơi. Kiếm nhiêu mà cô? Để mẹ vô lấy tiền nha. Xuống cô là bán đầy đủ rau củ luôn, như cái chợ thu nhỏ vậy đó. Bán đủ hết, không thiếu món gì hết. Rau cải, cá rồi. Thịt bánh rồi, chả rồi này kia là có hết. Mắm rồi nữa, nào cũng có hết trơn. Đây khỏi đi chợ là mình bắt cô lại. Ồ, có bán bánh mì luôn kìa. Bánh mì luôn. Trứng gà gì có bán, mì gà, bánh gà, chả. Lụa gì có luôn. Ê, 20 ngàn luôn. Dạ, cân cho mẹ con, mẹ con vô lấy tiền rồi. Có xoài không con? Bữa nay có xoài, cưng có tóc à. Mấy đứa nhỏ nó đòi ăn xoài, tính mua xoài. Bữa nay có tóc không? Tóc ở nhà có trái nhất chưa? Em trăm 20 ngàn. Rồi, rồi cảm ơn con luôn. Bữa như là con súng phụ bà ngoại vậy con. Ngoại mới mua được bóng súng. Bóng súng nè con. Biết lặt bóng súng mà. Mà đại đây, để đại đây lặt luôn nè. Có gỗ nè. Bóng súng này bóng súng đồng luôn á. Cái cọng nó nhỏ, bóng súng Đà Lạt thì nó cái màu tím tím, cọng nó to hơn. Con lột cái vỏ nó. Con ngồi xuống đi, con ngồi xuống đi. Ngoại chỉ cho con lột nè. Đây nè. Nè. Cái đầu gì nè, con ngắt gì nè. Đó. Con ngồi xuống nè. Đó. Thấy không? Bông súng đồng nó mềm hơn bông súng mình đó. Nó mềm hơn bông súng Đà Lạt. À, mà đầu mùa này bông súng nó mềm lắm, đúng không? Thấy không, con biết lạc chưa? Nè, nhìn nè. Bữa nay có bông súng nấu canh chua bông súng nè. Đừng coi phim rồi ngoại vô ngoại la ra dạ lặt bông súng tiếp, mua bông súng rồi ra lặt tiếp ngoại đó. Kêu ra đó. Đặt cái này là dạo me ấy là bắt đầu là rửa con súng là có nồi canh chua rồi đó. Tì, chị Bụi nó lần đầu tiên lật con súng hay sao á? Thấy ngoại lật không nè, nhìn nè, thấy không? Nè, con lạc đại gì nè, nè, nhìn nè. Là con bẻ hồi lại là nó có cái cọng nào nó dơ là nó dính hồi lại nè, đó, thấy không? Sạch cái dơ nè, đó. Rồi, mẹ Linh với Muỗn là lặt bông súng xong rồi. Bây giờ là sẽ chuẩn bị rửa cái bông súng này. Rửa xong mình chút xuống để cho cái nước trong bông súng nó ra hết. Rồi. Để qua đây. Để ra đây đặng mà mẹ vớt cái giác ra, đặng mẹ dạo. Wow, cái nồi canh trái giác lúc này hả? Nó chín dữ rồi, nó nhừ luôn rồi. Nó nhừ rồi nè. Ồ, nó thơm mùi trái giác ha. Nó bắt đầu phất lên cái mùi chua rồi đó. Giờ vớt ra cái mình về mình lấy cái muỗng cái giá gì mình đâm ra là nó ra nước cái mình dạo vô. Rồi. Cái này đi thì mình bỏ cá vô. Cá vô cái hồi mình dạo trái giác vô. Mẹ lên vớt trái giác ra xong rồi giờ sẽ bỏ cá vô cái nồi. Canh chua cá chẽm. Nấu cái đầu với cái phần đuôi, còn khúc giữa thịt nhiều thì để dành chiên ăn cơm. Đập cái giá. Lấy cái giá mình đập như là nó mịn ra nè, nó mịn nước ra nè. Nó chín lắm, nó dễ lắm. Ra nước nhiều. Cây tím tím luôn nè. Cái trái chín nó ra màu tím. Tới mùa cái trái giác nó bóng nó bự lắm, cái này là nó mới đầu mùa nó chưa trái bự nè.
Nếu mà mình luộc chưa chín á thì mình cần lấy cái dài đem tiêu á, đem còn này chín quá là mình chỉ cái giá là nó mình tên là nè. Rồi mẹ dạo vô luôn. Sau khi mà mẹ Linh hả làm cho cái trái giác nó nhừ ra thì mình sẽ dạo vô cái nồi canh này để lấy hết cái chất chua trong cái trái giác. Mình dùng cái gỗ rau dừa mà dạo. Tại vì trong cái trái giác nó sẽ có cái hột nhiều lắm. Cái hột nó cũng như là cái hột thường thường mình ăn trái nho, cái hột trái giác nó ngọt lắm nè. Nó cũng nhỏ nhỏ giống như cái hột của trái nho vậy. Y hệt như hột trái nho vậy nè. Y hệt luôn vậy đó. Nhưng mà trái này ăn sống là ngứa lắm, nên là chỉ nấu chín ăn được thôi hả? Ngứa, lột lưỡi luôn á. Có cái trái chín nên là cái màu của cái nồi canh chua mình nó có cái màu tím tím. Ở đây mới thấy có cái chẽm nè, mẹ nấu ăn chua cái mẹ mới hái cái chín chín á, cha cũng thích ăn cái chín chín á. Rồi vậy là nó hết vị nè, nó ra cái hột như gì nè là hết chất rồi nè. Hết chất chua rồi đó. Hết chất chua rồi nè, đó. Mình phải bỏ ra rồi cái mẹ nêm luôn. Dạo cái giác xong thì mẹ lên sẽ nêm cái nồi canh chua này. Canh chua mình cũng nêm muối, bột ngọt với xíu đường. Nè, cái này mình bỏ miếng muối vô. Bỏ miếng muối. Miếng đường. Miếng bột ngọt nó là canh chua này bỏ bột ngọt ở ít này, xíu rồi là nhiều quá nó mất cái vị hay chua. Rồi, cái hồi mình gần ăn cái mình nêm mình thử lại cái mình không vừa cái mình bỏ thêm vô. Sau khi mà mẹ Linh nêm nếm xong á thì lúc này là cá nó chín này thì mẹ Linh sẽ bỏ bông súng vô. Bông súng á thì mình ngắt khúc vừa ăn rồi mình bỏ vô thôi. Bỏ thêm mớ nữa ha, còn mớ mình chấm cá kho. Chấm cá kho thôi. Mình đừng để nó chín quá, tại lát mình còn kho cá mới ăn á. Để nó chín quá sợ lát nó bị nhừ. Giờ mẹ Linh sẽ nhắc suốt. Ui, nồi canh chua thơm. Rất là thơm luôn. Rồi giờ mình bắt chảo lên. Chảo lên mẹ chế miếng dầu. Mấy gà mày hóa ra tới đây mẹ làm chế miếng dầu rồi bỏ miếng đường vô. Miếng đường mình làm cánh gián á, đặng mình kho cá mình thắng nước màu á. Cái này mình bỏ tỏi vô ha. Mẹ Linh khuấy cho cái đường nó hơi vàng vàng xíu thì lúc này sẽ bỏ tỏi vô mình phi chung để cho cái nước màu nó thơm. Mình vừa bỏ tỏi vô là cái đường nó chuyển sang cái màu cánh gián hơi đậm đậm xíu thì mình sẽ bỏ cá vô. Bỏ cá vô đây là bỏ lần từ từ con thôi, bỏ nhiều lắm. Cái chảo làm như kho ba con cá hơi nhỏ. Là ba con cá nó bự quá. Mới bỏ cá vô là nó thơm cái mùi tỏi với cái mùi nước màu. Thấy không, màu cá mình thắng nước màu vậy á, cái màu cá kho của mình nó đẹp lắm. Cá bự quá nó gấp cái đùi quá gấp. Này thì mình sẽ nấu cho cái nước ớt nó sắc lại rồi lát mình hãy cho nước vô để cho cái nước ớt nó thấm như cá.
cho nó thấm từ từ đi, cái mình hả thêm nước á. Con cá này bữa trước nó thấm trước nữa ha, thấy không? Ừ. Màu đẹp quá ha. Nè, sau khi mà bỏ cá vô anh thì lúc này là cái nước ớt nó sệt lại như vậy, cái màu cá kho của mình nó chuyển sang cái màu cánh gián rất là đẹp luôn. Thì mẹ Linh sẽ cho nước vô để cho cái cá của mình nó mềm nó chín, chứ mình không cho nước chứ là cá nó cứng mà nó khiếp á. Sau khi mà cho nước vô á thì mẹ Linh sẽ cho cái trái giác vô luôn để cho nó thấm vô cái thịt cá của mình. Chính rồi nè, giờ bỏ hành vô nè. Wow, thơm quá ha. Bỏ hành vô là múc ra ăn liền được rồi đó. Cái giác mình cũng dầm ra hết rồi nè. Giờ chỉ giờ ra nước hết nè, giờ mình múc cá ra là ăn được. Múc lần con thôi chứ dĩa nhỏ mà cá bự quá mà múc nhiều quá đâu múc được. Con cá cho hết cái dĩa. Ê bà, mình múc hai bên hai cái dĩa được không? Nè, rồi cái mẹ hớt ớt bỏ vô. Cái nâu này cũng đặc sản Cà Mau á. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì sáng nay là mẹ Linh nấu cá kho với canh chua rất là ngon luôn. Thì xin mời ông bà cô chú cùng thưởng thức bữa ăn này với gia đình Linh nha. Cảm ơn bà cô chú. Cơm. Canh chua bông súng chấm với muối ớt. Kho lạc cái đi. Ngon quá chưa? Này cá gì cả? Cá nâu. Dạ, cá nâu. Béo không? Dạ béo. Đầu mùa giờ chưa ăn súng giờ ngon ha. Ăn súng đầu mùa. Cá. Con cái chén con xin cá hả? Nè nè cho cá con à. Nè. Nè cá chén nè, nè cho nè. Đó, ăn đi. Mình chua chế giác hay là mẹ? Chế giác. Rồi văn rồi hả? Ngon hơn. Canh chua chế giác nấu với bông súng ngon ngay sách này. Ngon. Chấm thêm muối ớt cay cay mặn mặn nữa. Con tự nhiên con làm đợt đổ ngoài con lượm lên ăn còn lắm ngon. Cay. Cay. Đâu có gì đâu cay. Ôi bỏ ớt mà. Ông nội gấp ớt ăn hết đi rồi anh cho thứ nha. Ớt nhiều cái cà gà có gì đâu. Không dài cũng lâu, ăn cũng lâu, ăn ngon quá ha. Béo vậy sợ cá bự ăn béo. Ngon quá. Con ơi, con lấy ra muỗng á, múc đi. Con ăn thịt nè. Dạ. Bún rẻ được thịt cá không con? Đưa chén này vậy bà lấy xương, xương sống cho con ăn nè. Xương sống. Cá nâu bự béo. Nó cảm ơn. Wow, cái bụng cá chẽm béo lắm nè. Bảo ăn không? Vậy ba cho con nè. Hơn nhiều cái bụng. Cái bụng này, bụng. Bụng súng chấm với muối ớt ngon quá. Chào mừng bụng là nấu bụng súng với trái giác không cũng được. Khỏi còn cá luôn. Chấm muối ớt này nè. Sao thường thường cho kêu bẻ cái giác này nấu con súng nhổ súng lên nấu ăn lại đi khỏi còn cá luôn. Rồi đó. Con súng nó ngọt mà. Cái giác nó chua chua nó cũng ngon. Vô đi nội cho cá ăn nữa con. Con tự nhai con ngốn miệng kẹt cỏ gió. Bà ngoại. Hai chén luôn. Dì ba, dì ba nói với dì ba trước phải không? Dạ. Nè, dì ba nè. Ngon quá mà chứ. Ngon lắm đi con. Ăn nhiều nhà con nè. Cá dạ. Nhiều lắm. Bà ngoại mua tới 3 con cá bự lận. Thôi, 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 thôi. Bay. Ăn quá.
Ngon ha, lâu lâu ăn ngon quá ha. Cái gì dữ vậy vậy? Ăn cơm mà giấy mồi nó ngon quá không vậy chứ. Ngon quá. Cua càng ngày càng lớn. Ngon không? Ngon hả? Lấy giờ tắt thôi vậy đó. Ăn miếng cơm đi. Ngon không? Còn miếng cá không chịu cho bớt nữa rồi. Ngon rồi, dễ miếng cá. Hết rồi. Bữa nay thịt cá không con? Thịt cá ngon quá nè. Dạ. Cảm ơn. Bảo. Nè, gấp cá canh nè, cá chẻm thịt không à? Cái này nguyên cục thịt luôn nè con. Wow, cá này thịt không à? Cho chén đi. Đó, nè Bảo ăn cá chẻm rồi con. Dạ. Cá này thông minh. Ăn coi chừng xương nha. Cá nào cũng ngon hết trơn ha. Bữa nay là ăn nguyên cá luôn. Hình như cá nâu đẹp sản Cà Mau lắm không bà? Dạ. Trên thành phố con có hay ăn cá nâu không? Dạ, ít ăn. Ngồi không đâu có cá bự giống vậy đâu. Nè, nè, nè. Nè, 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 ngon dữ không? Ừ. Ngon dữ không? Ừ. Cô ban cơm. Bữa nay ăn cá kho kìa, ăn lụm lụm cá kho luôn rồi. Rồi dễ cá kho lấy nha. Dạ đi. Bữa thích ăn bông súng hả? Nè bông súng nè con. Dạ. Đây bà dễ không? Cái như thế nha. Nếu mà muốn là không chịu rồi. Con thịt. Gì vậy? Rớt là muốn qua để lên. Đây, cảm ơn con. Rồi, đây nội giả cá cho con ăn nữa nha. Ừ. Dạ chứ ừ gì. Cô ăn cơm. Nè nè nè, đây là cá nè. Rồi thêm miếng cơm nữa nè. Ở đây nè, còn miếng cá nè. Ồ, trứng nè, có đứa nào ăn trứng không? Ừ. Bảo bữa nó ăn không? Bữa nó ăn không? Ăn không? Miếng cá nè. Không ăn cho Bảo nha. Hay là đứa nửa cái đi, trứng ngon lắm. Bà tách trên đứa nửa cái đi, cho đều. Rồi miếng cơm nữa nè. Ủa cái trứng nó dài. Cá nâu này nó mang trứng chứ nó không có đẻ trong vuông. Nó ra xong thì nó mới đẻ. Nè Bảo. Dạ. Nó này béo lắm mà ở chứ. Béo. Ê. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, bữa nay thì mẹ Linh nấu cơm rất là ngon luôn, nên là cả gia đình Linh đã ăn hết đồ ăn và hết cơm luôn. Thì bây giờ Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.